Mời quý vị cùng nghe podcast hình sự của báo Tiền Phong được thể hiện bởi giọng đọc Diễm Linh. Tin nóng ngày 19 tháng 6, mâu thuẫn ở quán karaoke, đối tượng dùng dao đâm chết người. Camera ghi cảnh người phụ nữ bị giật túi xách trong một giây ở thành phố Hồ Chí Minh. Gã Marco bị bắt khi đang chở Đào đi tiếp khách. Đuổi đánh mẹ vì mâu thuẫn chuyện chia tài sản, nghịch tử bị cha đâm chết. Sau đây là thông tin chi tiết. Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ Phan Văn Đực sinh năm 1960 để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, do mâu thuẫn về việc phân chia tài sản nên Phan Công Trường sinh năm 1991, con ông Đực, đập phá một số đồ đạc trong nhà rồi đuổi đánh cha và mẹ ruột. Ông Đực lấy con dao đâm vào ngực của Trường. Nạn nhân bị thương, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Ngay sau đó, ông Đực đã gọi điện đến cơ quan công an tự thú và khai báo toàn bộ sự việc. Vừa qua, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng xấu giả danh cơ quan công an, gọi điện cho người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần trình báo cơ quan công an để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại quán karaoke GN, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku. Lương Gia Huy và Nguyễn Ngọc Phụng cùng sinh năm 1996, Hồ Văn Nam sinh năm 1991, Mai Thanh Lâm sinh năm 2004, Nguyễn Thanh Phú sinh năm 1992. Vào quán karaoke thì gặp anh Nguyễn Minh Tâm sinh năm 1989 đang chờ tính tiền ở quầy. Thấy anh Tâm đùa giỡn với bạn, Huy và anh Tâm đã lời qua tiếng lại, sau đó xô xát. Thấy vậy, Phụng liền chạy ra chỗ để xe lấy một con dao tự chế chạy vào quầy. Trong lúc bực tức, Huy giật con dao từ tay Phụng đâm 2 nhát khiến anh Tâm gục xuống rồi tử vong sau đó. Công an quận 10 thành phố Hồ Chí Minh vừa xác nhận có vụ cướp giật trên địa bàn và các trinh sát đang điều tra truy xét kẻ gây án. Trước đó, camera an ninh ghi lại cảnh hai thanh niên đi trên một xe máy. Khi đang lưu thông trong hẻm 252 Cao Thắng thì các đối tượng phát hiện người phụ nữ hơn 35 tuổi mang túi xách đang đi bộ. Cả hai quay đầu xe rồi áp sát từ phía sau, giật phăng túi xách của người phụ nữ và tẩu thoát. Liên quan đến vụ việc mạng xã hội xôn xao câu chuyện nam thanh niên có tên Nguyễn Cao T, 17 tuổi, trú xóm 5 xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, Nghệ An, đang ngồi trong quán nước, bất ngờ bị một nhóm đánh hội đồng dẫn đến tử vong. Được biết em T và nhóm người nêu trên không quen biết, không có mâu thuẫn gì và em bị đánh nhầm. Hiện cơ quan huyện Nam Đàn đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội bắt giữ Nguyễn Văn Cảnh sinh năm 2001, Hưng Yên và Lò Thị Hà sinh năm 2002, Điện Biên để điều tra hành vi môi giới mại dâm. Theo điều tra, khi Cảnh đang đưa một cô gái đi bán dâm lúc đêm muộn thì bị tổ công tác của Công an phường Quan Hoa làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn phát hiện, bắt giữ. Theo lời khai của các đối tượng, nắm bắt được một số cô gái trẻ cùng quê có nhu cầu xuống Hà Nội tìm việc làm, Hà đã liên hệ rủ đi bán dâm, sau đó Cảnh và Hà sẽ thỏa thuận với khách giá tiền và địa điểm. Cái bán dâm sẽ được 2/3 số tiền, còn lại 1/3 sẽ chia cho Cảnh và Hà. Bất ngờ kiểm tra một quán karaoke trên đường Trần Quang Diệu, phường 1, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang vào đêm ngày 18 tháng 6, cảnh sát bắt quả tang 17 đối tượng nam và nữ từ 16 đến trên 20 tuổi đang sử dụng trái phép chất ma túy. Quý vị vừa nghe podcast hình sự ngày 19 tháng 6. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.